thưa quý vị nghệ sĩ Jeff Koons bị kiện vì vi phạm bản quyền một bức ảnh, tin từ New York, New York. Jeff Koons, một họa sĩ người Hoa Kỳ, người với những tác phẩm có thể bán ra hàng triệu mỹ kim, đã bị một nhiếp ảnh gia New York khởi kiện vì sao chép mà không xin phép hay trả tiền bản quyền một bức ảnh của ông từ những năm 1980. Bức ảnh này đã được đăng tải trong một quảng cáo cho rượu Dry Green của hãng Golden vào năm 1986. Đơn kiện của nhiếp ảnh gia Metro Gray nộp lên tòa án liên bang Manhattan cho biết, Kuhn đã sử dụng lại bức ảnh của ông gần như không thay đổi và giữ hoàn toàn nội dung trong hình của ông. Bức ảnh của ông Gray chụp một người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ đang vẽ với giá vẽ với giá vẽ trên bờ biển. Gray cũng kiện nhà đấu giá Phillips Auctioneer có trụ sở tại New York và một chủ cũ của bức tranh sao lại tác phẩm của ông đã bán được tại London năm 2008 với giá là 2.04 triệu Mỹ Kim. Phát ngôn viên của nhà đấu giá Phillips Auctioneer Michael Sherman cho biết, họ tự tin là nhà đấu giá Phillips không hề liên đới pháp lý gì trong vụ kiện này. Jeff Koons là một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông được biết đến với các bức họa độc đáo, những tác phẩm điêu khắc gây ấn tượng và các tác phẩm của ông thường được bán với giá hàng triệu mỹ kim.